Xin chào, Lucky Happy House đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái combo Miss Everything 1. Bao gồm mì ăn liền modern lẩu thái tôm, mì cung đình tô, hương vị lẩu tôm chua cay, mì ly hảo hảo, tôm chua cay, dùng ngay sau 3 phút. Mì khoai tây, cung đình, lẩu tôm chua cay, mì ly cay cay, mì này có vị hải sản và vị bò, và cuối cùng đó là một lốc mì khoai tây omachi, tôm chua cay 5 sao. Trong cái lốc này sẽ có 5 gói. 5 gói nha các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn thì ghé ủng hộ shop mình nha. Xin cảm ơn.